Cụ thể, trước đó, cơ quan chức năng đã bắt quả tang ông Nguyễn Mạnh Hà, 40 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đang có hành vi vận chuyển hai cá thể trộn sống, chưa xác định rõ chủng loại. Phía ông Hà đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này, mà chỉ khai nhận đã mua về từ nhà hàng Biển Rừng, tọa lạc ở số 231 Nguyễn Thị Định, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, do ông Nguyễn Đức Hoáng, 62 tuổi, làm chủ. Ngay trong đêm, lực lượng công an phối hợp với đội kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra nhà hàng này và phát hiện có đến 51 cá thể động vật rừng sống, gồm 12 cá thể chồn, 9 cá thể rắn, 27 cá thể dúi, 3 cá thể rùa. Tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện toàn bộ số tang vật này đã bị tạm giữ để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển cho biết, chiều qua ngày 16 tháng 12, Vùng Cảnh sát Biển 1 đã kiểm tra và tạm giữ 7 tàu hàng của Trung Quốc đang chở gần 500 tấn hàng đông lạnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, theo giấy phép rời cảng thì 7 tàu trên đi từ cảng Vạn Gia, Quảng Ninh đến cảng Bạch Long, Trung Quốc, nhưng thực tế các tàu này lại đi theo hướng từ Trung Quốc về đảo Trần. Theo giấy tờ do các thuyền trưởng xuất trình thì hàng hóa trên các tàu là thịt trâu đông lạnh. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế thì hàng hóa đều là nội tạng động vật, phần lớn nghi là sách bò, lòng bò, chân gà, được đóng trong các thùng giấy có chữ Trung Quốc. Hiện Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đang thông qua đường dây nóng để trao đổi với Cảnh sát Biển Trung Quốc để xác minh sự việc và phối hợp xử lý theo quy định. Tiếp theo chuyên mục Trên từng cây số hôm nay là một thông tin nóng vừa được phóng viên Miền Đông 24 giờ ghi nhanh vào 15 giờ 30 phút chiều nay tại hiện trường vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Phi Hồng Phát trên đường HL409 thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc. Trước đó vào khoảng 12 giờ trưa hôm nay, người phụ nữ tên Lê Nam Linh, 25 tuổi, quê Cà Mau, đã điều khiển xe máy một mình đến tiệm vàng Phi Hồng Phát để hỏi mua vàng. Khi người của tiệm vàng mở tủ lấy sợi dây chuyền và nhẫn lên cho Linh xem, thì bất ngờ Linh giật số vàng trên và buông cửa bỏ chạy ra ngoài đường. Chủ tiệm vàng đã nhanh chóng hô hoán người dân cùng chặn bắt, khống chế đối tượng này và trình báo sự việc lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã có mặt lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời dừng lại hiện trường để điều tra vụ cướp giật tài sản. Thưa quý vị, lên cơn thèm ma túy nhưng lại không đủ tiền mua, một con nghiện đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nhưng điều đáng nói là hắn ta lại vô cùng liều lĩnh, manh động khi quyết định đột nhập vào nhà của một người hàng xóm thông qua đường mái tôn để lấy cắp số tiền lên đến 20 triệu đồng. Cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Đây là Tống Văn Bảo, 28 tuổi, trú huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Trước đó, Bảo theo dõi thấy người hàng xóm là chị Nguyễn Thị Úc, ngụ tại ấp Hòa Thọ, xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành, vừa rời khỏi nhà nên y đã nảy sinh ý định trộm cắp. Nghĩ là làm, Bảo quyết định trèo lên mái nhà của chị Úc, rồi dùng dao và tua vít đâm thủng, cắt mái tôn chui vào trong, lục lọi khắp nơi và lấy đi số tiền 20 triệu đồng, rồi nhanh chân tẩu thoát. Nhận được tin báo từ chị Úc, cơ quan chức năng ngay lập tức vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng Bảo. Qua công tác đấu tranh, Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình và y khai định dùng số tiền này để mua ma túy sử dụng. Mặc dù chưa tới Tết Nguyên đán, nhưng một tháng trở lại đây, tình trạng buôn lậu pháo nổ đã diễn ra vô cùng phức tạp, thưa quý vị. Như chúng ta đã chứng kiến trong những đợt ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam ở giải AFF Cup vừa qua, đã có rất nhiều cổ động viên quá khích sử dụng pháo hoa, pháo nổ ngang nhiên giữa đường phố. Điều này không chỉ gây mất trật tự an ninh xã hội, mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người xung quanh. Vâng, có thể nói thị trường pháo lậu ngày càng nóng dần lên vào thời điểm cận Tết. Và mới đây, đồn biên phòng Phước Tỉnh, Bà Rịa Vũng Tàu vừa kịp thời bắt giữ một con nghiện có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ trước khi số lượng pháo này được tung ra thị trường tiêu thụ. Thông tin từ đơn vị đồn biên phòng Phước Tỉnh cho biết, đơn vị này đã tạm giữ đối tượng Bùi Minh Phương, sinh năm 1994, ngụ tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Qua khám xét tại nhà Phương, cơ quan chức năng đã phát hiện bên trong khu vực nhà bếp có chứa 3 hộp pháo hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nặng khoảng 11 kg và chưa qua sử dụng. Đối tượng khai nhận số pháo trên mua được từ một người quen tại tỉnh Quảng Ngãi và định tiêu thụ với giá 2 triệu 200 ngàn đồng mỗi hộp. Qua kiểm tra nhanh ma túy với đối tượng Phương thì phát hiện y dương tính. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, đây là hiện trường một vụ tử vong thương tâm vừa được phát hiện vào thời điểm rạng sáng nay ngày 17 tháng 12 tại một trạm xe buýt nằm trên tuyến đường Quang Trung thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một người được xác định đã chết trong tư thế treo cổ lơ lửng ngay phía sau lưng trạm chờ xe buýt. Thưa quý vị, bước đầu xác định giới tính của nạn nhân là nam, độ tuổi trên dưới 30 tuổi, chiều cao là 1m60. Bên cạnh thi thể nạn nhân là chiếc xe mô tô mini mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh. Rất có thể thuộc sở hữu của nạn nhân
và hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của nam thanh niên xấu số này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đối với những vị khán giả thường xuyên theo dõi bản tin Miền Đông 24 giờ, thì quý vị có thể để ý thấy rằng mỗi ngày trôi qua, chúng tôi vẫn thường xuyên đưa thông tin về các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường phố. Và thưa quý vị, có một điều chúng ta không thể không nhắc đến trong hầu hết các vụ tai nạn là sự hỗ trợ kịp thời ban đầu của những người dân địa phương mới giúp được người bị nạn qua cơn nguy kịch. Vâng, và điển hình là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào thời điểm chiều qua tại khu vực thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương giữa hai phương tiện xe máy khiến cho một nam thanh niên bị trọng thương. Và may mắn nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của người dân nên bước đầu không ảnh hưởng đến tính mạng. Cụ thể, khoảng 17 giờ chiều qua, trên tuyến đường Huỳnh Văn Lũy đoạn qua phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một đã bất ngờ xảy ra một cú tông mạnh giữa hai phương tiện xe máy khiến một nam thanh niên trong tình trạng bị thương nặng. Thấy nam thanh niên nằm bất tỉnh giữa đường, nhiều người dân xung quanh ngay lập tức đã nạn nhân vào trong, nhanh chóng dùng nhiều biện pháp sơ cứu tạm thời và gọi xe cứu thương. Không những vậy, cảm thương trước sự lẻ loi của nam thanh niên, một số người dân còn tận tình tìm cách liên lạc với người nhà của nạn nhân và giúp nạn nhân bảo vệ tài sản, tránh gặp phải kẻ xấu. Dù chỉ là những hành động nhỏ nhưng thật sự vô cùng ý nghĩa và cần thiết đối với những người trong lúc hoạn nạn như thế này. Hiện nam thanh niên vẫn đang được các bác sĩ tiến hành điều trị tại bệnh viện. Thời gian qua, tình trạng người dân ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đạc Rồng, Quảng Trị thiếu ý thức trong sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đã khiến cho hiện nay nguồn nước sinh hoạt của người dân nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đi dọc các khe, suối trên địa bàn, các xã vùng lìa, Hướng Hóa, chúng tôi thấy người dân vứt vỏ, chai thuốc bảo vệ thực vật rất nhiều, trong khi hầu hết nguồn nước sinh hoạt của bà con ở đây được lấy từ nước suối. Điều đáng lo ngại là hiện nay, phần lớn người dân miền núi đang dùng loại thuốc diệt cỏ Parawat có khả năng gây bệnh nguy hiểm cho động vật và con người. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đưa loại thuốc này vào danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam. Trong phun thì rửa súc bên nước, súc cho sạch. Thuốc cỏ thì vứt để bên rẫy. Người dân nơi đây hoàn toàn không biết thuốc diệt cỏ và các loại thuốc trừ sâu bệnh đó có hại cho sức khỏe con người, bởi con suối đó cũng là nơi gia đình anh lấy nước về để dùng hàng ngày. Chúng tôi tuyên truyền rất nhiều và nói rất là nhiều vấn đề này, nhưng trong cái ý thức của bà con một số người vẫn chưa ý thức được. Bây giờ hiện hữu dưới bạt ngàn màu xanh các loại hoa màu sắn, ngô, chu. Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục ống kính camera ngày hôm nay là một đoạn clip được trích xuất từ camera hành trình của một phương tiện ô tô ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy trong tâm thế hết sức thảnh thơi, chỉ cầm một tay lái như thế này. Thật sự phải nói là vô cùng nguy hiểm và quá xem thường sự an toàn của chính bản thân mình cũng như của những người xung quanh. Để rồi cuối cùng tai nạn ngoài ý muốn đã xảy đến. Cụ thể như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Không rõ vì lý do gì, nhưng rất có thể do thời tiết khá lạnh, nên người đàn ông này đã điều khiển xe máy chỉ bằng một tay, tay còn lại thì đang nép vào trong người. Thế nhưng anh ta lại đột ngột tăng ga mà lại không hề quan sát kỹ phía trước, để rồi không may tông mạnh vào đuôi của một phương tiện xe máy chạy cùng chiều phía trước, khiến một người phụ nữ ngã lăn xuống đường. Còn người đàn ông chạy một tay cũng ngã ra đường, bị chiếc xe máy đè lên người như thế này. Tiếp theo ống kính camera hôm nay, xin được gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh nóng vừa được người dân ghi lại chiều nay ngày 17 tháng 12 tại Hà Nội. Như quý vị đang nhìn thấy hiện trường vụ việc một chiếc ô tô 4 chỗ đang nằm như đang neo đậu trên bờ rào, mém xíu nữa là rơi hẳn xuống hồ. Tài xế xe đã được người dân giải cứu lên mặt đất trong tình trạng thất thần và hình như vẫn chưa hình dung được mình đã vừa làm chuyện gì. Theo người dân cho biết, trước đó, người đàn ông này đã phi qua giải phân cách rồi lao xe xuống bờ hồ và anh ta lái xe trong tình trạng say xỉn. Thì công an đã xử lý giải quyết sự việc. Còn đây là hình ảnh vô cùng quả cảm của một người phụ nữ bán hàng rong bên lề đường. Đúng là thấy chuyện bất bình, giặt đến nhà đàn bà cũng đánh. Nhìn thấy hai thanh niên lấy trộm xe máy nhà bên cạnh, người phụ nữ này đã nhanh chóng lao ra chặn đầu xe mà không hề tới sự nguy hiểm tính mạng. Càng kịch tính hơn khi một trong hai tên trộm này đã lao thẳng xe vào người phụ nữ hòng chạy thoát, nhưng không may cho hắn là chiếc xe đã mất lái ngã ra đường, buộc lòng chúng phải bỏ lại chiếc xe chạy thoát thân. Quý vị, giải đấu AFF Cup 2018 khép lại và đã nhiều ngày trôi qua rồi, nhưng dường như chiến thắng vẻ vang mà đội tuyển Việt Nam mang lại vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc tuyệt vời nhất trong lòng người hâm mộ bóng đá trên khắp cả nước. Bởi thành tích này đã thực sự thỏa mãn được kỳ vọng của người hâm mộ trong suốt 10 năm qua. Và thưa quý vị, anh Đức là cầu thủ đã ghi bàn giúp nâng tỷ số lên 1-0 trong trận đấu chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia vừa qua và cũng chính là người con của vùng đất Bình Dương.
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu được vang lên, khi mà đồng đội luôn tung hô ăn mừng chiến thắng thì chàng trai này lại lặng lẽ tiến đến khu vực khán đài, liên tục cất lên một câu hỏi: "Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi?" Hành động này của chàng cầu thủ đã khiến cho người hâm mộ vô cùng xúc động. Người hâm mộ có mặt tại sân bóng đá Mỹ Đình, Hà Nội đã tình cờ ghi lại được khoảnh khắc vô cùng đáng yêu khi cầu thủ Anh Đức đang hoang mang nhìn khắp xung quanh để tìm mẹ. Ngay sau đó, anh tiến đến gần khu vực khán đài, dắt tay một người phụ nữ dẫn xuống, vốn được cho là chị gái của Anh Đức, đang vỡ òa trước chiến thắng vẻ vang của em trai mình. Nhưng lúc này, cầu thủ Anh Đức vẫn không ngừng hỏi một câu: "Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Thật sự đúng như một câu mà người ta vẫn hay nói với nhau: con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. Quả thật vô cùng cảm động, đúng không thưa quý vị?